đôi khi dân mang bài cho với tiểu tổ tên năng Advanced Java vẹn muối, ok. Chẳng ở bài tổ tên một tiếng ấy cứ dân năng riêng tiểu tổ tên năng Spring, ok. Chẳng dân riêng tiểu tổ năng Spring ấy cứ dân ở toàn châu đó mà là biệp tiết đấy, mà là biệp tiết cứ Spring Boot. Đã Spring Boot cứ về miền phía ngay sửa chiên dân sẽ Spring, ok. Chẳng ở lại dân còn tại mong riêng tiểu tổ năng concept khá khá môn nâng dân cho tiệm tôn tình nâng ca riêng Spring ở xưa chùm rời chẳng hạn chẳng dân riêng ai tha dân riêng pi và vọt này Spring màn tích chẳng hạn bằng tích tiếp bằng dân riêng cho đó tiệm tôn nâng Spring bụt và chạy dân mong ok chẳng ở lấy nhóm ở bàn xem slide hỏi tiệm tôn tình nâng ở trong Telegram chẳng ở bạc mơ tới nâng này chẳng bắt to chẳng một bóng cơ dân năng dễ này dễ to năng sẽ đáp đáp bó Spring Framework chẳng tệ to tên năng Spring cứ chỉ framework mỗi đã trai bàn sơ xe đồng bốn là đòi lục Rod Johnson hồi trai bàn tranh sai đồng bốn nơi cơ rào mà nhạc bán rô Apache P.0 nơi khai mít thôn nạ chẳng P.7 ok chẳng mê tha Spring Framework cứ thờ ban bậc cao lên đời lục Rod Johnson chẳng hạn hay về thờ ban chính sai nâng cao mà nhập nâng cao mà nhập bán dự 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 tới tiện tôn ở bộ license nhưng mà thờ chỉ đăng màn tới bên này còn đăng còn đăng tha bộ license một hệ là nhập bán một hệ Apache P cái sổ đấy cứ một hệ kia hai thằng Open Source hay Open Source nó là cái thằng khắp chính kỳ mê tha một hệ Open Source nó cứ dương trong do câu robot spring cho thua ấy bật to các bạn này anh đang cứ bộ Apache chẳng hỏi là khơi bộ Apache cứ bộ bộ năng bộ license nó cứ bộ hết là all tên đại dương anh chưa chạy bán tha vì bản anh nâng kết lối dân thằng anh cầu pro và hết Apache cứ free mà chỉ vật á ok chân là bây giờ ra câu hết Apache cứ mình như tới phía rồi kia hai tháng phía rồi đại kia kịch đại kia dọc mọc băng lưu được không hôn nạp tính cứ ở miền tế cứ tại sách nâng thông cao mà nhạc bản là ba chế ấy cứ free mà chỉ vượt tay ok forever nâng ấy chẳng ở là những gì tệ toàn ba chế phần năng chẳng ở vì thời công an chính sai được bốn nâng cao mà nhạc bản là ba chế vì chức sở rốt hay nâng nông khai mỹ thuật nát năm bị bọn bầy hay Spring Framework chỉ Spring Framework Spring cứ chỉ framework mỗi đọc phía xa Java đại vì mình là cả nạ chỉ open source hay Spring mang bắt đầu nơi hệ thay ra chỉ là support đó tôn lục tôn lý xâm rập áp bộ hoạt cảm ơn thi Java đã miễn phép nghỉ sửa năng chạp ra khả ok nâng này hả lên xong bắt đầu tiếp mùa hai tại dương cua tại riêng Spring chẳng Pro Spring kia framework đã miễn bắt chìa bài phép chân kê xâm rập áp bộ hoạt cảm ơn thi Java chẳng bởi dương dễ tệ tôn năng nông Java cứ Spring cứ vì miễn bắt chìa bài phép chân kê ấy tệ tôn từ lời ca mong cao chia bệnh end application này chẳng cứ Spring cứ viên nó một cái gì ok kẻ vẫn đang có mềm xây xây ta còn thao vì mình xây chia khăn được Spring và mãn bởi dân bởi dễ tới bởi dễ luôn bởi tha cái dễ tệ tôn là Java cứ đang đặt Spring này cửa mê ra bị Spring này pro phía chán dân tay từ su tay từ su kê tháng này anh xây cô tổng cách xây kế hay xây khăn bệnh end mến cái đó nó có nhầm xe khăn bạch end hay cái xu ở dân xua cái than xe phía sai cái ấy kì chẳng nè chẳng khi bà coi cho sai tha cái xe chào và cái mình xe thì ở nhì than cái xe Spring này cái ta cái xe kế phép ta cái xe chào và nó mê tha cái xe Spring này ở mê kéo bị Spring thì ok nó bàn chẳng hay ở lâu bà to tiết mỗi bên tiết nè áp vật cảm thấy rộp liên nè nơi không bị phục lốt tại tại bà Spring Framework tầm bay áp vật cảm thấy đã miền xe mặt việc của nghi xua sạch bóng cốt ai pra cốt lang vinh pra cốt lang vinh đòi mình chạm bạch cho xem lang vinh mà đồng tiết ok anh đang tệ tôn bằng pattern tệ tôn ai bật thêm tiểu nông nâng ở vậy đẹp bị xe chiên đi từ tiết cứ Spring miên lạng nạng live vết ok mình hãy bị xe rán hay pro viết ra bàn cái kết thả chia ca pra framework nâng nông framework mùi tiết đôi chia ok đôi chia nâng nông Spring framework nè có ai prapra Hibernate chỉ mùi năng Spring Man được kia meta Hibernate cơ việc chỉ framework mùi tiết là bỏ trà vào đây chẳng ở phần tép dân dọc framework mọc ra chỉ mùi framework cái này ai tiết anh ăn cái hai tha phục hiện
vì những live web đặt xa từ những ở trang bạch từ ấy ở từ xe khôn anh chẳng hạn đặt xa từ mình framework sắp ok hay nhưng mà đang thắc riêng score bị sao framework rồi có thế rồi có score nhầm sớm gì mình tiện tôn framework chẳng tiện tôn bằng framework cứ về chỉ một hết cái hai ta bấm đóng này code đại kê từ xe hai sắp sắp anh đang cái hai tháp framework này mình ta cái xe hai sắp sắp ơi dương còn tại thưa các hai tập ra cứ chỉ cần sạch ở trạm bạch từ xe mùi mùi con ai tỷ anh nói cái tập framework ấy nè trong một bộ framework cứ mê ra cái xe hai xe xe vậy dương còn tới hai phở hai bạch đây cái năng chăng hay dương mình trạm bạch từ cận tha tiện tôn tận năng và chạy cái tay tha cái thưa mạch đấy phù và chạy cái tay cái ban cận cứu hai ở hai phù cái xe cột môn dương lọt nam mày mà pay nam sang được nam mày chăng từ chăng cầm hoa chạy tới thì đang bầm mạng tại dương ban tâm đại riêng tâm đại nắng cứ cái mưa khơi oh tăng bị dữ vậy chẳng dương mình chăm bạch phay thì to tại dương sẽ du tới bàn dương thay to mình tên mà đang bàn dương ai đang xoay động cầm hoa ta mà chạy tới bàn ai tháp bạch khác dương sẽ đo chậm nội đại khang cái như thế nào là tha đôi cha ở trời tập đại ca cái chẳng na và tái tập đại ca bây giờ cứ trời chẳng như kia sao chiều mơ sao chiều cho chưa sao chiều lao dần tới khi là ta khơi nắng mà nắng tới chiều spring vì ở support là dần từ hay về sao tầm miền đã tới vì miền bạc miền ấy chẳng bao giờ dân chạy đau chậm lại nắng hai dân ai vừa ca contribute thì mùi kế làm bay đã câu đại dân mà sẽ tới kia review bao giờ chỉ tầm tới kia nắng vừa ca approve chẳng hạn ok anh nắng cứ tiện tôn nắng tập hết đại dân ta xây không phù cầm lật nhưng và tham trên năng tiết dương ai tầm đo trong lệnh năng này ok bạn ta bảo dương tầm tài riêng tế dương prasen hay dương mơ bị chậm lệnh này phang sẽ này mùi nhà mùi tha anh ấy kêu pra mà tầm bảy thuế kê hay hết được kêu pra anh chẳng ok phù thông đó mùi hay là kêu bảo cáo vì bảo cáo chiếm miền hẹt họ tạm năng này chẳng kê bán prap tạm năng được kìa vận tải mà giang vẫn tiếp tiện tôn năng nhóm đang tham bài giúp ta sản nhập luôn nhóm muốn spring cứ nhóm mình làm tham bia riêng bị bạc spring rộng đây là tham bia mình bạc bạc đấy vận tải còn ta đi dùng mình lấy rồi cờ ấy đi dùng này đại bia ta xe tranh máu nó cứ này ở phang chân mới mua được này em anh mới mua cứ bia riêng bạc bạc dùng tịch to là tiêm thì dương hiện nơi chật là nó dẫn viên tịch nó sẽ vì dùng du những cái là tha mầm bốn giờ đăng này tới dùng xe du tới vì ai nằng dùng chụp error rồi gọi chụp cầm học ai mua những tới dùng ta sẽ chụp một tham tiết vì ai nằng thua dùng hiện vô tịnh ra ai chỉ việc tha vì dùng chụp tịnh những chân từ ok anh nằng chân bạn ta bật sơn dịp phía xa xế document bỏ cây cái bên trái nè đôi chỉ ai tha Laravel rồi có framework Laravel rồi có framework xem xem tiết ai nằng miền document trái còn tại tệ tôi spring ở sân bên đọc chung mình và màn tê ok chẳng dương nâng tơ mơ bật thêm tiện vô ở khả năng đấy cứ đưa chìa nhầm dị thuật nào mấy cứ dây ta tệ tôi framework trong framework này ok chẳng ở lời nhưng mà trong dây ở bên ngay đấy nhầm dị ta cho không mê đến với ngầm ơi khả năng mở slide nó dị mà ông ở toàn chọc ok chẳng ở lời tệ tôi nâng Hibernate cơ chìa framework chẳng spring framework có chia framework được kia chẳng hạn cái mình tha cái save framework trong framework chẳng về mình prepare chỉ live web bạn chẳng mình tha sao ở trong bài chơi code chẳng ok phụ code cứ bỏ cái mình sắp ở hay ok chẳng bắt đầu tiếp lớp bên này spring miền mô dụng chẳng đôi chia IOC AOP D AO rồi cái đảo ok context ORM web MVC lặn 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 hay dân đang sắc xa vì việc chập chập nên không mê riêng cái đó tiết tại là dân từ mơ tiện to bằng IOC tịch phù tiện to bằng cái đấy nó sầm khan như thế nó không spring như tới tiện to từ bằng IOC cứ sầm khan mình tên nó không spring và sau này riêng vô tình sập tiện to bằng IOC hay cứ ở những IOC spring ở đó luôn ở trạm bệnh như ta mình sơ chỉ một bạn mà anh chẳng là bao giờ vô tình sập nè ok chẳng tiện to từ bằng IOC IOC bị ping vào cái inversion of control, ok? Inversion of control. Hay dương có bằng phần đấy, cứ mục tiết cứ dependency injection, ok? Chẳng tập hết dependency injection bị cắt vào cái cứ DI, ok? Bị cắt cứ DI. Bị inversion of control cứ IOC, ok? Bị cắt nè. Nên này,
Nhưng dương mà mơ tệ tôn thằng này cứ code thằng trong này cứ ca cứ chỉ ca tôi sẽ code bài chỉ dependency injection bài thầm nè mày thay dương với ca đi prapra dependency injection bài chỉ thầm nè chương kia bực coi chỉ cho thay dependency injection cứ chỉ ai kế thật ok phụ đăng thay nó sẽ kế đấy liên trả ban đăng thay nó ở đây ai thay mình đại chụp nơi bịa bệnh mới năng chẳng năng bịa bệnh mới năng hiện mưa tới hiện lại chừng kế chừng ai chừng từ năng này chương tệ tôn năng bập hết dependency injection cứ là biểu biết cứ bập hết năng á bập hết năng ok bập hết dependency injection cứ bập hết năng cứ mấy tháng cái cái thứ cái injection từ class na được cả service na để cái trong pra ở mấy tháng nó không class employee mới đi chương ủ thọ tháng class employee mới năng cứ thời ca miền từ class address mới nằm bay thưa ca dùng một para para năng ô thọ tha dùng trong mà member bọc ra từ trong mà para chẳng nữa vận tải dùng mà men trong mà member năng chỉ là bọc dưới này cứ dùng còn từ trong mà member một chấm nuốt một para năng không không employee vận tải mà men đã chỉ member bọc hôm nay cứ còn từ trong mà member bọc kế một para ở đặc biệt thì bật hai nhân từ phù thầm đã employee còn miễn chỉ address miễn chỉ ai nhân từ chúng như trong màn form mình address như trong màn ấy chẳng tới dừng anh thưa cả inject nó dependency một phần chẳng tu hỏi lấy khi giờ toàn vô mấy cái đó bên tay còn thả lấy nhưng còn từ prap thì dừng tiện toàn tụm lục bài chẳng cứ mà tha ca prap ra dependency injection cứ vì là biểu chẳng là bỏ viết cứ mà tha mình bấm cứ dừng thưa cả initialize mà tha dừng tới chỉ dừng mà toàn initialize cứ dừng còn từ cả nhà thầm nào sẵn cứ dừng còn từ cả nhà thầm nào hãy dừng ở đây cứ thay ra hàng mốc hay đấy cứ mua object ok hai bắt đầu mất nâng không constructor mình ta nâng không constructor là bóc là employee này cứ nó về là những thưa ca initialize nâng object employee cứ viên là thưa ca đào là nâng môn kế cứ default constructor chẳng viên là thưa ca đào chẳng nó về cầm lọc về là default constructor này cầm phong tại đào cứ những thưa ca add address hay những thưa ca add new instance mấy cho tất cả address mới nâng ok chẳng những thưa ca bàn chẳng chúng ta dùng đặt address để chỉ nhận mình đi máu và tao mất smart và tao mất new keyword và tao bất cứ address class hay có hai là default constructor được nè chúng ta cứ kê hai tham bậc hết dependency injection bài thông nè vấn đề mà dùng mơ tới bài thông nè đấy cứ dùng một prac ở vì mình toàn chỉ miền ở cái hai tham mình toàn chỉ miền ấy để lỗi sai đấy ok to tại tích tiết để dùng riêng đo hình cầm bùn tích cứ nhằm nằm bảo hai ưu thò hình chạy sản tích còn tham đấy cứ còn tại trong bảo hai ở riêng đăng tham tầm rộng dependency injection cứ vì là biếm chân cứ là biếm là bóp cứ men ha dương chọn dương chọn ban nơi ở class nào mỗi một prao nó không nắng tại mà men ha men do class nắng men trong ban member một class chỉ member là bọc khuôn ai này men ha mà men trong ban member là bọc address class chỉ là bọc khuôn ai này cứ còn tại trong ban member là bọc address nắng nhưng mà prao prao tích tuổi tê anh đang bàn chẳng anh chờ nó cứ copy inheritance á còn giờ làm cái này anh đang bàn chẳng ok chẳng ở lâu nhóm xong và hai mình tích tiết tệ hay ở đấy cứ hai câu thằng trong đấy cứ chỉ cần là say câu bài chỉ dependency injection này tại bài chỉ inversion of control ok mà mẹ chỉ class tham gia thế cứ bài chỉ inversion of control chẳng khi dùng một câu thì sao bài tiết ha inversion of control năng việc cứ chỉ ấy kì chúng ta tạo nó inversion of control cứ và dùng dễ phía sau mà mặt này clay cứ tập hết inversion of control nó cứ tập hết container cứ tập hết chưa ai tham tập hết chưa factory bỏ prai command ta rung chạ ok chúng nó không spring này cứ version cái ô tô ho món cứ cái ô tô ho tạo tôn thành đằng cái mình rung chạ mũi ok hay rung chạ nó cứ vừa ca và lật nơi bin ok rồi có cấp con nơi bin thằng ở hay bin nó cứ bin cross này cái gì vậy bên cứ cross sân đai chẳng cross sân đai nó cứ cái thưa ca đầm nạ ao tập hết object này mùi mà object là bọc class này mùi mũi cứ cái hai thằng tập hết này biến này ok nó cái hai thằng tập hết này biến á chẳng factory nó cứ thưa ca để sa túc làm thưa ca phải lật nó biến thằng ao chẳng nó về lại dương trong man biến mùi nam mọc ra ô thon thay dương trong man object mùi nam mọc ra cứ dương thưa ca từ hai nước nóng IOC nè, cứ nó không container, nó không factory nè, cứ nó không rong chạy nè. Chẳng rong chạy cứ bị đầm nàng ở inversion of control nè, nó rong chạy. Nè, chẳng chặt tục ta rong chạy mũi. Rong chạy. Cứ vẽ rong chạy.
Okay. Rong chá. Okay, đã anh ấy đã làm phải tôi đi chắc. Okay, factory, rong chá. Chắc nó không nóng cứ sắp tới crop sân này tặng ạ. Ok, ô thô tăng crop sân này cho. Ok, crop sân này, crop sân này, crop sân này. Chắc tới crop sân này cho. Chân phụ nó cứ sắp tới chiếc bến. Bến crop sân này. Chân crop sân này cứ thơ màn hoàn lật. Nàng đã xa tốt nóng nóng factory tặng ạ. Chúng tổng rộng này IOC nâng DI này cứ Inversion of Control nâng Dependency Injection này cứ tổng rộng nâng cứ Meta IOC cứ chỉ nè rẽ xa tốc nâng phần lật nâng bình tầng ớ, nâng object tầng ớ. Hay xâm rập Dependency Injection cứ chỉ nè đài thuốc ca từ get, Meta thuốc ca inject bì bình nâng mập ra ở chân tử. Ok, chẳng Meta dân thuốc ca từ get bình tầng nâng thông factory mập ra ở chân tử. Đó là mình chắc bạch thuốc ca instantiate nơi object mấy tì. Ok, bởi object tầng ớt cứ tới 3 bằng cáo đói factory ở hai. Chẳng hạn cứ bập hết cái hào thà đưa chìa đưa chìa dương ở chạm bạch như tức rương bạc cáo instantiate ra nó cầu viên bạc đây. Ok, bần tay nó bê là khi dương rin nó spring cứ dương ở chạm bạch tức khó thà dương thường cao bạc cáo instantiate bằng màn bạc cáo object màn tì. Cứ ở bạch khó thì cứ spring chìa nạ rịp chấm ở dương đưa ra chạm đông. Nó cứ chỉ ở vậy đấy, như tới concept P này cứ IRC đang DI này cứ chỉ concept mũi đài thua ở Spring miền cả miền bạch chia bạch hiệp khăn mạnh tên Pro là sao concept mũi đang cứ thua ở ai tha thua ở nè đã có sản lãnh Java nè đã có sản lãnh concept Java nên đã xây Java và to đó lời anh cứ chỉ concept mũi đã là o mạnh tên hay đối với nhóm mặt trăng riêng chẳng thà nhóm xây Java rồi thằng ấy cứ lại sao là nhóm lại cần sập bỏ Java mà nhóm đã tập xây nên tại tập xây nên tập bằng riêng Java. Ok anh đang bài một chăng chăng vấn đề xây cái cách thà Java bảo xây là sao bây bạch vô chuẩn về chẳng là hay là thời ca xây về chẳng từ ok phần tay vấn đề xây lại ở thì kỳ như tới miền là thằng xây Java cứ miền anh tham miền gạo thà xây thế phim chi chẹt. Ok ok năng này chẳng ở lại nhóm số video có mình tích hay trong nhóm số này dân thay dột ở đằng thay nhóm bị dễ đo phần năng ấy khi dân vô mình dỗ anh đang một toàn đang ngày chẳng mưa sân. Ok chẳng ở lại nè tiện toàn ấy cứ dân mình khai employee mình khai employee chẳng dân gặp bên chị address hay address cứ để tập thái hay anh ấy cứ page mua này variable anh nhạt và tao mong nâng nông tiện toàn tao nông nấy cứ nhân khi tham mấy nâng nông bạc chìa dependency injection bài thông ná cứ constructor bởi dân cứ ở miền parameter phần tay xảy ra mình cứ constructor bởi dân cứ miền parameter. Ok constructor bởi dân cứ miền parameter đừng ấy hồi dân đạt bập hệ address. Ok hồi address này và tao bác dân thuốc ca call nâng bên bởi khuôn ấy cứ this.address mong address bài một chân. Ok hay thứ nhiên bởi gọi cho ngon được tha mà này được chỉ ở miền nào mà cực đồng áp trích ở dân phòng. Ok miền bắc có tình trạng ấy tại sao tại ở lại này cứ dừng ở toàn riêng đó cầm rất spring mong để cứ nhầm còn tại bắc hàn tại câu tại toàn là câu chào ba thầm nè cứ dừng còn tha tầm rộng ư dừng ai cho sẽ bàn trắng á vận tải mệt tên tới cứ dừng ở miền cầm rất mới tiết anh ta khu hiện năng tham tiền ok còn tha này cứ chuyện cầm rất đại dừng mở tới biệt thầm nè vận tải cầm rụt đầu chân năng cao tập spring. Ok hay mở vía rằng nhớ rôm tới nhưng mà bạn còn nữa, tại tôi nhầm đoạn nắng, phần tay nập về để khi dân điện đo spring time tiết, mà ra dân cần ta đo cùng rất mười tiết, cứ khi dân bật coi chỉ cần tham đôi chỉ dân chesser chẳng, mà ra dân sơ sơ cốt đôi bạc chesser chẳng cứ dân thua ca, mà ra dân thầm ná và hết chẳng nhưng mà thời ca mình chỉ về dân bật coi object nhưng mà thời ca bỏ nơi anh đi châu chẳng á, phần tay chạy sai cứ ở miền thời ca chẳng thiệt tệ. Cứ nộp về đại vi chịu phê chịu bì nấy cứ dừng như tới đơn thật hạn lỗi mình ta lấy nhầm con ai thay nhầm xong lẹ sân nhỏ tầm bà hai thế này chẳng khi dân mê chẳng nói tẹt to nâng bọc pi slide mà đi nên pi slide này là nhầm bởi dồn tịch nó tẹt to nâng dependency injection nâng inversion of control hay tẹt to nâng dùng nấy cứ nâng miên nâng slide cả đời
bạn ta còn thằng ấy nhom chỉ tới nhom đang phải nhom đang tham mấy bạn ta nhom cho chân gì mình là hỏi ok tiếp tục nó nhom một chỗ vừa hai tọt đo slide dần tới xem là khơi miền là so bên ấy thầm thử ok bạn ta chẳng chăm mơ slide và to tiếp các bạn đây còn thằng lấy mấy có xu nhom và hỏi chẳng ấy nè rư có ổn vô sao gặp anh tập nhóm đấy pro ca nhóm liên tập bốn nhóm xin bà rộng nhóm bật món cư nhóm bật vô sao thà nó cứ chẳng thấy kì anh đang kẻo rộng nhóm bật món nhóm dịp rạp tạm đợi xe mọt toàn nhóm đang thà nó cứ xe kì tê tại nhóm chè mơ tất cả vô tự tỏ vô tới mình làm thao với ổ chà lại IOC đúng không? Bả? Thế là sao toàn lại IOC đúng không? Sao toàn vô? IOC đúng cứ ở lợi nhọn tâm mình thì ủ tỏ hoi bằng tay khoản thì nhằm chặt tốc với đồ chìa factory chẳng chẳng mẹ ta nâng nông Spring IOC đúng cứ chìa factory chứ chìa nẹ thua ca cục rô nơ object tầng ọ để object tầng ọ nó kì hai nâng nông Spring kì hai thập bình kì mình hai object kì hai thập bình chẳng biết nó cứ chia cross sầm này chẳng cross sầm này nó cứ chặt tục chia object như mùi này mùi là bọc là chẳng đó nè chẳng nơi non spring class thằng ó cứ trơ tại class chia bập hết người ta trơ tại thôi trơ tại tại sắt sắt tại sắt người ta ro class thằng ó cứ viên thằng class chia biến nơi non factory là bọc inversion of control thằng ó bạn những ai thưa ca inject independency mập rồi chẳng đó nè dạ rôm tới tẹt to rằng không spring bản thân chỉ khai năng nhưng ở trong cái khai chế biến các bạn đây bản tay bản thân chỉ vì ở khai chế biến thế cứ dùng mình ai prap ra nơi dependency injection bản thế pro vì mà mình chế biến nó phải để dùng prap ra nơi dependency injection cứ vì rằng prap dùng tha no bin qualifier mình tha khai mới nó cứ gọi mình chế biến này rồi bỏ IOC thì bản tay dùng khi dùng inject nơi dependency mà prap anh năng cứ vì ở tổ score thì chẳng ở nâng nông spring và sân dưỡng trong thuốc cái inject nâng dependency mà bác cứ to tại vì chỉ bập hết ở bên nâng nông factory chẳng ở lời sử dụng vinh cứ IOC khi dân bạch chăm cất ảnh sở cứ thuận khỏi nâng thả lỡ IOC cứ chỉ factory mùi cứ chỉ rộng trạm mùi đá thuốc ca pallet nâng thuốc ca cục rốt nâng bên tầng ngọt hay bên tầng nhầm dưới nâng cứ chỉ bập hết object instant là bọc lạc thì bởi được mùi ok anh đang chăm ta bệnh đấy miền ai thai hiền hiền triệu chứng muốn đấy mà từ đây có ổn đây ok ta miền này chứng ngon thì rồi mà từ cho xuống á bộ bạn bạn xuống không dependency inject tầm rung thông đá hay là hot thông đá là nào xuống chứ tầm rung thông đá mê tha tầm rung thông đá này cứ dương ảnh rạch bạp ra nơi dependency injection mà này hắn đi khoản tha dương ưu tờ ho nó bê dương bạp ra xa ba thông đá cứ dương thật cát phương chấn á cứ yên thật cắt như tới tầm rung pi này cứ phơ ban được cái gì còn tha tầm rung đại nhom ô tô ho nâng nông tầm rung này cứ lập biệt lập bóp này cả prapra nơi dependency injection nâng nông spring cứ thưa anh chẳng ta bật thưa anh chế anh đang lập biệt chà và sọt tầm rung anh tầm rung chẳng cứ chà và sọt ok anh còn chẳng nè bằng miễn ai tiết mấy xuống bạn mai xuống là em xong bỏ to là một tiết cho chân ở tầm rộng IOC đi phơ ở câu ai cho xe châu khuya bàn dừng rồi lún nâng trong Spring Framework IOC cứ bà xâm đập cập rộng nơi rõ instant tầng ó rồi bọc lá đẹp tốt nó không container mũi
រី i dependency injection គឺជាអ្នកដែលហៅនៅ instance ចេញពី IOC មកប្រើប្រាស់អូខេយើងអាចផ្ដល់ជា meta data នៅក្នុង IOC container បាទដោយប្រើប្រាស់ XML file ឬក៏ annotation អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺដូចជាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គ្នាយើងមិញអញ្ចឹងថា IOC គឺប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅរាល់ instance ទាំងអស់ឬក៏ធ្វើមានថាវាធ្វើការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងអូខេហើយសម្រាប់ dependency injection គឺជាអ្នកហៅនៅ instance មកប្រើប្រាស់ចេញពី IOC អូខេហើយសម្រាប់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាឥឡូវធ្វើម៉េចបានអាចឲ្យខ្លះហ្នឹងជាប្រភេទខ្លះធម្មតាហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យប្រភេទខ្លះហ្នឹងគឺជាប្រភេទជា bean នៅក្នុង IOC អូខេអញ្ចឹងតើតើនៅចំណុចហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺយើងអាចផ្ដល់ជា meta data គឺផ្ដល់ជាទិន្នន័យតើឲ្យ IOC container ដោយប្រើប្រាស់ HTML file ឬក៏ annotation អញ្ចឹងមានថាយើងមានវិធី2គឺយើងចង់ឲ្យវាខ្លាចជា bean របស់ IOC គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទ HTML file ដើម្បីធ្វើការ register ឬក៏យើងប្រើប្រាស់ annotation ដើម្បី register ក៏បានដែរអូខេ2ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែសម្រាប់នៅពេលដែលឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបរៀនគ្នាយើងត្រឹមតែ spring គឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនគ្នាយើងតកតនឹងការប្រើប្រាស់ HTMLគឺចង់ឲ្យគ្នាដឹងថាការប្រើប្រាស់ HTML config file ហ្នឹងវាលំបាកមិនហើយវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចចឹងណាអូខេហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ annotation គឺនៅពេលដែលខ្ញុំបរៀនគ្នាយើងដល់ Spring Boot អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលដល់ Spring Boot គឺយើងចុចប្រើប្រាស់ HTML file ហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ annotation ម្ដងអូខេចាំពីហ្នឹងគឺ annotation វាលឿនជាង HTML គឺយើងត្រូវការ register សេញ៉ាញ់ឲ្យច្រើនមែនតើហើយ HTML ក៏វាជាប្រភេទស្រីចាស់ដែរដែលគេហៅថា legacy mode legacy mode អូខេហើយនេះគឺជា version របស់សម្រាប់នេះគឺជា version សម្រាប់ version របស់ Spring ដែលយើងកំពុងសិក្សាគឺ version 5ប៉ុន្តែឥឡូវគឺចេញដល់ version 6ណាប៉ុន្តែអត់អីទេ version 6ចាំយើងរៀនចូលដល់ Spring Boot ហ្មងទៅប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅរក Spring version 6អត់ឃើញមានតែ Spring version 5អញ្ចឹងមានថាយើងរៀន version 5តដែរទៅគ្រាន់តែរៀនពី concept ទេអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅកាត់រៀន version ប្រមាណទេហើយចាំយើងចូលដល់ Spring Boot គឺចាំយើងរៀនដល់ប្រភេទ version 6របស់ Spring Framework អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺខាងក្រោមនេះគឺជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Spring អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចូលបានគឺ spring.io ចឹងវានឹងចូលដល់គេតំព័ររបស់ Spring អូខេហើយខ្ញុំសរសើរមែនទែន Spring គឺ website របស់វាគឺស្អាតហើយបើតើគាត់ថាខ្វះ document តិចតួចអត់សូវមាន document ច្រើនហើយអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្រស់ស្អាតមានថាកាន់តែធ្វើឲ្យភ្នែកយើងវាមើលអត់សូវឈឺគឺវាមានប្រភេទពណ៌បៃតងអូខេមានថាប្រភេទធម្មជាតិហើយក្នុងនេះក៏វាមានប្រភេទ line mode និង dark mode ដែរអូខេចាំគ្នាយើងស្ដាញ់ដាក់ mode ចុចដាក់ mode ទៅស្ដាញ់ line mode ដាក់ line mode ទៅអូខេហើយសម្រាប់ slide នេះក៏ខ្ញុំដាក់ពណ៌បៃតងដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យដោយសារមេរៀននេះគឺជាមេរៀន spring ស្រាប់អញ្ចឹងពណ៌បៃតងគឺល្អមែនតើអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងមកមើលតកតនឹង spring module អញ្ចឹងតកតនឹង spring module នេះគឺខ្ញុំមិនសូវជាមិនសូវជាបញ្ចូលគ្នាច្រើនប្រហែលទេព្រោះបញ្ចូលច្រើនក៏មិនដឹងថាគ្រៀងយកឬមិនគ្រៀងក៏មិនយល់អូខេអញ្ចឹងគ្រាន់ឲ្យមើលតម្រងរូបហើយចាំយើងដល់ចំណុចមួយចាំយើងនិយាយតាមមកទៅព្រោះនៅក្នុងនេះគឺវាមានច្រើនហើយអ្វីដែលយើងប្រើក៏វាមិនច្រើនពេកដែរយើងប្រើតែតិចតួចទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបន្ថែមទៀតតកតក្នុង Spring Framework រួមបញ្ចូលជាមួយនឹង module ច្រើនដែលមានដូចជា core bean context expression language LP aspect instruct mentation JDBC ORM OHM JMS transaction web servlet struct ឡើងដល់ឡាអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងចូលភាសាហ្នឹងក៏ឃើញគេហៅក៏ឃើញគេមានដាក់ core ដែរអា core ហ្នឹងគឺមានថារបស់ដើមអា core មានថារបស់តែដើមដើមរបស់គេហ្មងអញ្ចឹងពេលច្រើនរបស់ដែរគេ default របស់គេដែរជាជើងបាទជាជើងជាដៃជើងរបស់គេគឺជា core ហើយអាហ្នឹងគេហៅថា core ហើយអូខេអាហ្នឹងគឺបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹង core គឺធំជាងគេអូខេហើយឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើតទៅនឹង module
tiếng on này cứ tập bàn chai chia cầm để miền tây chia tay core container AOP aspect instrumentation data set integration nâng web MVC remoting ok chân này cứ chia rút tại chia bậc phết module để cái bàn chai chia data set integration mà module bàn chai chia web MVC remoting mà module hay tệ to ngay đi cứ cái bạn cái đặt xem xin cái này AOP aspect instrumentation anh ấy cứ bậc hết core cứ mình là chia core bin context nâng expression language ok hay thẻ là khỏi cái thẻ chương ở vậy là nhóm phần riêng khi spring cứ nhóm học phần riêng trang test mà ra khi spring framework mà spring boot đấy bản thân thì spring boot thì những ai nhận riêng là phần năng tiện còn tại còn thang spring cứ dương riêng tại tiện to tận năng core bin hay context hay để chỉ expression language cả dương bàn riêng đấy nè chương ở dương ai chỉ riêng tận buồn năng ok anh đọc bàn chương chương ở lấy xong bây giờ khi dương chỉ khi nông niên mong tới bộ khi nông này là số còn nhóm mình là xe đấy chương khi dương ai ăn bán còn tại còn thang nhóm chơi ăn như ai chơi hay nhóm còn prep chậm đợt nè để vì nghề ai khi dương sắp tới vì lươn chiến vì chỉ chiên ở trên này về tới ăn đấy ok yeah ok chương ở một tiện to cho năng data set integration nên cứ tiện to là một hệ database nhầm gì chương mong từ ở một gì bị chậm lại mỗi mỗi kêu biết miên chờ nè chương còn ở đăng tha tiện to là data set data set năng integration nên cứ tiện to là một hệ database nhưng còn này tiện to database cứ và bộ bộ đồng năng ok năng tiện to là database hay tiện to năng bộ hệ web này cứ tiện to cho năng ở bộ hệ endpoint rồi cả dân ai hai một tiết âm API rồi cả âm VC rồi cả Airtime tiết để tiện to năng phơ can chỉ muốn front end ok tiện to năng chỉ muốn front end cứ tiện to cả anh web năng ấy hay tiện to năng một đông bộ bộ màn ấy cứ đôi chỉ phơ can tiện to là bộ hệ kể tha muốn năng thu ấy muối dân trong thu ấy kỳ ok đang là than dương trong check dương trong a chứng đó anh đang hết ở cái hạt before after chứng before mention đang cài lớn dương trong thui kỳ before bên thay mối tiết cứ after mention đang thua hai dương trong thui kỳ tỏ tiền anh đang tẹt toàn màu dừa mà nó cứ thua cả chẳng ok hay tẹt toàn AOP cứ dùng slop rã bên tai aspect instrumentation cứ dùng đại soft thầm mong ok bên tai bây giờ phải cái gì mà này phần năng ok hay bộ tệ to nâng bộ phê Spring Container Spring Core Container này cứ nâng cứ dân pra tụ tử mà ta nâng cứ bộ phê Core chân Core là bộ Spring cứ dân pra tụ tử nâng cứ tụ tử cứ tệ to nâng Core này cứ miền bộ phê Code bộ phê gây hạ thang Notation bộ phê Core xèo xèo bấy chân tử hay bộ phê Bin này cứ gọi là Get Bin hay Container cứ chia dân tờ rộng gây hạ thang rộng mơ Bin mơ ấy nâng cứ tệ to Container hay tiện to năng expression language anh ấy cứ tiện to năng ở cái hậu thế dương thưa ca đại lệ khan đại nước nông ở nước nông annotation nhân từ rồi còn dương thưa ca đại lệ khan page inline nước nông string nông ấy cái hậu thế page expression language rồi còn dương para para page cái hậu thế dương thưa ca render dương thưa ca output nơi page code bị back end API rồi gọi controller từ can HTML có những ai tra hết expression language đây anh đang bàn chẳng ok chẳng tệ to năng Spring Core Container cứ dương thơ đã riêng tập bay ai dương hiện răng mồm tích bằng những ai cho can Spring Boot bàn ok hai bộ phết trong cái đó cứ tệ ok chẳng tệ cứ trong cái kể cứ mê tha dương thuốc nga tệ nó có bởi dương chẳng đăng tha cơ bởi dương mình bằng hai ọt chẳng những ai thuốc nga tệ bán hay cả test nó cứ kê recommend mà test ở test ở raw code cứ test test ok bộ bê khá ai tha cả test chứ có việc lo mà dạng đây là bài check mở ra code bởi dương vừa mạch đai bị đào bạch đai hay mở perform bên việc lo on hay mở tiện to là tích đích every time tiện ok chẳng tiện to là cả test cứ lo mình tên hay bê khá có việc chui dương đấy bê khá dương dương dây code test hay sắp dương khỏi là test hay dương ai công chúng ta test mẹ hà dân ơi công cho tớ chú tớ dường mà mẹ dân tớ không ai thì
chẳng bia có chia ở trong này mỗi thời dân trên đánh phê vào đây đây anh đang bàn chẳng nha. Ok ok chẳng mô dỗ cứ viên bên tập bẩm màn đăng ở xung bờ than tiệm này thì đó ok ok chẳng ở tiệm to nó mô dỗ nước kia bên ấy chung ngói mà từ vô dân được chỉ kiệm màu mà đấy đỏ màu mà đấy nhóm bà đêm thất đỏ màu mà đấy toàn châu là cột phòng hay sử dụng IDE sử dụng những C Spring cứ dựng ai cho C dựng ra ở ai para para Eclipse các bạn IntelliJ các bạn Spring Tool các bạn rồi có Visual Studio Code các bạn ok buồn năng cứ dựng ai cho C mỗi nhà các bạn đấy ở phần tay nó không slide mới cứ ở lòng hát phía chân cứ như mình xây được Eclipse lần xa nó cả năng cứ nhóm thơ mới riêng cả năng cứ nhỏ đẹp nhỏ bằng pra pra IntelliJ cứ nhóm pra pra Eclipse tầm mấy giờ xây hả Eclipse có biết bằng tập bãi đây còn tha ở nhóm pra pra IntelliJ bằng tập bia hiện ngay số trên Eclipse đầu tiên ai thay Eclipse nơi trang IntelliJ bằng tích ấy, mình trả lời mà anh thế ok thế là pin này có hạ phai cái này anh tẹt tông Eclipse là Spring Tool bỏ Spring Tool này, install box cứ vào xây Spring nhớ tao bong admin save save ok